sang mạn trái, nơi phát ra tiếng động. Một ghe nhỏ với nồi nước dùng nghi ngút khói. Bún, thịt, rau sống chiếm một góc lớn. Cháo lòng, hủ tiếu được phục vụ tận nơi, ngay trên thuyền. Khách lạ thích mắt, gọi ăn thử. Bừng bát hủ tiếu thơm phức. Cố gắng giữ thăng bằng để thưởng thức thì cú lắc của thuyền khiến nước dùng sánh ra ngoài bỏng rẫy. Mới thấy câu các cụ dạy, sống đâu quen đó thật chi lý một móc sắt nhỏ được chủ ghe móc nhanh vào thuyền đủ để neo giữ những cửa hàng di động trên sông. cái móc này nè, móc vô đây nè, dây lâu lắm, dây mở. Mặt trời lên cao, vài khách đã nhanh tay bấm được loạt ảnh sông nước lấp lánh ánh sáng rộn ràng trong ngày lao động mới. Những con sào treo lủng lẳng trái bưởi, buông chuối thay lời chào mời mặt hàng có trên mỗi thuyền bán bán mua mua chẳng mấy chốc. Xung quanh các ghế ngồi trên thuyền đã cơ man đặc sản hoa trái miền Tây như bưởi da xanh, dâu hạ châu, bòn bon, trôm chôm, chôm. Hai cô gái trẻ ngồi phía đuôi thuyền xem ra hăng hái nhất trong việc mua bán. Giọng người xứ Huế cất lên ngọt lịm. Em tên Nguyễn Thị Sĩ, em đến từ Huế. Tôi nghe trong căn thơ miếng sống nước thích vô đi cho nổi. Còn thầy vui thích thủ. Người ở đây buôn bán tên, tên nổi thì hàng hóa này rồi thấy cũng thấy thích. Còn một chị gái nữa mặc đúng chất sân phượt, mua bán rất ít, lúc nào cũng đứng ngay mũi thuyền, bấm máy ảnh tanh tách, xem ra còn muốn trở lại rằm bận nữa. Nghe thì rất nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên tới thì ấn tượng rất là nhộn nhịp, mọi người rất là hòa đồng, thân thiện, cũng rất là thoải mái. Chia tay và có cả lời hẹn một ngày trở lại, thêm lần nữa đến chợ nổi cái răng. Lần ấy nhất định tôi phải thử hủ tiếu giữa mênh mông sóng nước, giữa nhịp sống rộn ràng nhất đi. đặt chân tới bến ninh kiều sáng tinh mơ trời chưa ứng nắng trên sông tấp nập ghe xuồng tiếng nói tiếng cười rung xa quá vui đằng xa đã nghe thơm lừng ngã thương bài từ nơi quảng cốc dù đây muốn cá em mời mời anh muốn trò chuyện cùng chị ý dịu nhiều hơn nữa nhưng mà thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chuyến đi kỳ thú ở tần số 9.5 và trang web vv 2 vn ở lần sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Goodbye, Mr. Chips, Part 19. Thưa các bạn, thầy Chip tiếp tục nhớ về những kỷ niệm và lần này thầy nhớ tới những năm tháng khó khăn của nước Anh. Trên toàn đất nước diễn ra rất nhiều cuộc bãi công, những vụ đóng cửa nhà máy khiến tình hình quốc gia trở nên rất căng thẳng. Và thầy cũng nhớ tới sự kiện Titanic, trong đó cha của một học sinh lớp thầy đã may mắn thoát nạn. Phần chuyện hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc tranh luận giữa thầy Chip và viên hiệu trưởng mới. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. Row, sự cãi nhau, sự tranh cãi. Efficient, có năng lực, có khả năng. Living memory. Ký ức của những người còn sống. Watch your step. Cư xử cẩn thận, đúng mực. Bother. Bận tâm, lo lắng. Fate. Số phận. Retire. Nghỉ hưu. Startle. Giật mình. Pension. Lương hưu. Isolate. Lạnh lùng, lãnh đạm. Willful. Cố tình, cố ý. Disobedience sự không nghe lời, sự không phục tùng. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Câu hỏi phủ định yes no. Câu hỏi phủ định yes no là câu hỏi sử dụng trợ động từ và đuôi dần, sau đó. Mục đích của việc sử dụng câu hỏi phủ định yes no là để diễn tả sự bất ngờ, phàn nàn hoặc yêu cầu thiếu lịch sự. Ví dụ, Don't the children want to play football? Aren't you a friend of Mary? Can't you stop making fun of me? Mời các bạn nghe phần 19 của câu chuyện Goodbye Mr. Chips, part 19 Rồi thầy nhớ lại, nhớ về lần cãi nhau với viên hiệu trưởng Ruston Lần đó thật khôi hài, nhưng thầy Chips chẳng bao giờ ưa Ruston Ông ta có năng lực và tham vọng, nhưng không hiểu vì sao lại không dễ chịu cho lắm Then he remembered the row with Ralston. It was a funny thing, but Chips had never liked him. He was efficient and ambitious, but not somehow very likable. Đúng là ông ta đã nâng cao tiêu chuẩn của trường Brookfield dưới thời mình làm hiệu trưởng và lần đầu tiên trong ký ức của những người còn sống, danh sách học sinh chờ nhập học lại dài đến như vậy. It was true he had raised the standard of Brookfield as a school during his time as headmaster, and for the first time in living memory, there was a long waiting list. Ralston Ralston was a lively, positive man, but you had to watch your step with him. Tuy nhiên, thầy Chip chẳng bao giờ bận tâm với việc cư xử thận trọng. Thầy không thích ông Raston, nhưng thầy sẵn lòng vừa đủ và cũng khá trung thành phục vụ ông ấy. Chips, however, had never bothered to watch his step. He did not like the man, but he served him willingly enough and quite loyally. Hay nói cách khác, thầy phục vụ trưởng Brookfield. Thầy biết rằng ông Raston cũng chẳng ưa gì mình, nhưng việc đó dường như không thành vấn đề. Or rather, he served Brookfield. He knew that Ralston didn't like him either, but that did not seem to matter. Thầy cảm thấy rằng cái tuổi và vị trí của mình sẽ cứu mình thoát khỏi số phận của các giáo viên khác mà ông Ralston không ưa. He felt that his age and position would save him from the fate of the other masters whom Ralston had not liked. Và đột nhiên, vào năm 1908, khi thầy Chip mới có 60 tuổi, ông Ralston hỏi thầy rằng Thầy Chipping, thầy đã bao giờ nghĩ tới việc thầy sẽ nghỉ hưu chưa? Then suddenly, in 1908, when Chips was just 60, Ralston asked him, Mr. Chipping, have you ever thought you would like to retire? Thầy Chips giật mình trước câu hỏi ấy. Thầy đã im lặng một lúc và tự hỏi rằng, tại sao ông Ralston lại hỏi như vậy? Chips was startled by the question. He was silent for a time and wondered why Ralston should have asked it. Cuối cùng, thầy nói rằng, À không, tôi không thể nói rằng, mình đã nghĩ nhiều về việc đó cho tới tận bây giờ. At last, he said, No, um I can't say that um, I have thought much about it um, yet. Oh, thầy Chipping, câu hỏi vẫn sẽ còn để ngỏ đó để thầy xem xét. Tất nhiên là những nhà lãnh đạo sẽ đồng ý cấp cho thầy một khoản lương hưu tốt. Well, Mr. Chipping, the question is there for you to consider it. The governors would, of course, agree to granting you a good pension ngay lập tức thầy Chips nổi đóa. Nhưng tôi không muốn nghỉ hưu, tôi không cần phải xem xét việc đó. Chips immediately flared up. But oh, I don't want to retire. I don't, I don't need to consider it. Cà kể như vậy, tôi nghĩ rằng thầy nên xem xét nó. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi nên làm vậy. Even so. I suggest that you do. But I, I don't see why I should. Trong trường hợp đó, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn một chút. Khó khăn nữ? Tại sao? Tại sao lại khó khăn cơ chứ? In that case, things are going to be a little difficult. Difficult? Why difficult? Và sau đó một cuộc tranh luận nảy lửa đã diễn ra ông Raston trở nên lãnh đạm và cứng rắn hơn. Thầy Chip trở nên kích động và dễ cáu giận hơn. Cuối cùng, ông Raston nói một cách lạnh lùng rằng And then a fierce argument began. Ralston getting cooler and harder. Chips getting warmer and more passionate. At last, Ralston said icily. Thầy Chipping, thầy đã buộc tôi phải dùng những lời thẳng thắn. Vì vậy, hãy nghe đây, Đôi lúc thầy không làm việc hết sức mình. Since you force me to use plain words, Mr. Chipping, you shall have them. For some time you haven't been doing as much as you should. Phương pháp giảng dạy của thầy không hiệu quả và cổ lỗ, trang phục của thầy thì lộn xộn. Your method of teaching is slack and old-fashioned. Your personal habits are untidy thầy lờ đi những chỉ dẫn của tôi theo cách mà tôi cho là sự cố ý, không phục tùng ở những người trẻ tuổi hơn. You ignore my instructions in a way which in a younger man I should regard as willful disobedience. Điều đó thật chẳng hay hớm gì thầy Chipping ạ à. và tôi đã chịu đựng điều đó đủ lâu rồi. Giờ thì sự kiên nhẫn của tôi đã cạn. It won't do, Mr Chipping. I have put up with it long enough. And now my patience is exhausted. Trong ngạc nhiên, thầy Chips bắt đầu nói. Uh, nhưng mà rồi sau đó thầy lựa một vài từ trong số những lời buộc tội gây sừng sốt dành cho thầy. Anh nói rằng um, lộ sổ ư? But Chips began in amazement. Then he picked on a few words out of the startling accusations made against him. You said? Đúng vậy. Hãy nhìn vào chiếc áo choàng mà thầy đang mặc. Tôi tình cờ biết được chiếc áo đó là đối tượng cho những trò vui liên miên khắp trường. Yes. Look at the gown you're wearing. I happen to know that that gown is a subject of continual amusement throughout the school. Thầy Chips cũng biết điều đó, nhưng dường như chẳng bao giờ đó trở thành điều mà thầy cảm thấy buồn phiền. Chips knew it too, but it had never seemed to him anything to be sorry about. Bây giờ mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. How did Mr. Chips react when being asked about retirement? Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. Then he remembered the row with Ralston. it was a funny thing but chips had never liked him he was efficient and ambitious but not somehow very likable it was true he had raised the standard of brookfield as a school during his time as headmaster and for the first time in living memory there was a long waiting list. ralston was a lively positive man but you had to watch your step with him. Chips, however, had never bothered to watch his step. He did not like the man, but he served him willingly enough, and quite loyally. Or rather, he served Brookfield. He knew that Ralston didn't like him either, but that did not seem to matter. He felt that his age and position would save him from the fate of other masters whom Ralston had not liked. Then suddenly, in nineteen o eight, when Chips was just sixty, Ralston asked him, Mr. Chipping, have you ever thought you would like to retire? Chips was startled by the question. He was silent for a time and wondered why Ralston should have asked it. At last he said, No, um, I can't say that. Um, "'I've thought much about it, um, yet.' "'Well, Mr. Chipping, "'the question is there for you to consider it. "'The governors would, of course, "'agree to granting you a good pension.' "'Chips immediately flared up. "'But, um, I don't want to retire. "'I don't need to consider it.' "'Even so,' I suggest that you do. But I don't see why I should. In that case, things are going to be a little difficult. D difficult? Why difficult? And then a fierce argument began, Ralston getting cooler and harder, Chips getting warmer and more passionate. At last Ralston said icily. Since you force me to use plain words, Mr. Chipping, you shall have them. For some time you haven't been doing as much as you should. Your method of teaching is slack and old fashioned. Your personal habits are untidy. You ignore my instructions in a way which, in a younger man, I should regard as wilful disobedience it won't do mr chipping i have put up with it long enough and now my patience is exhausted but chips began in amazement then he picked on a few words out of the startling accusations made against him un un untidy uh, you said yes look at the gown you're wearing I happen to know that that gown is a subject of continual amusement throughout the school. Chips knew it too, but it had never seemed to him anything to be sorry about. He flared up and said that he had not thought about it. chúng ta hôm nay đến đây là hết xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau script nguyễn quốc hùng lê lan hương speakers